Thưa quý vị, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, cả hệ thống chính trị quận 12 cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tận dụng và phát huy tiềm lực, năng lực sẵn có để tiếp tục nâng cao đời sống người dân, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 đề ra. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 12 lần thứ 12 diễn ra sáng nay. Trong nửa nhiệm kỳ qua, quận 12 đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị toàn hệ thống chính trị quận 12 cần tập trung vào các vấn đề tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, trong đó quan tâm đến công tác cán bộ, mạnh dạn đề xuất một số chủ trương để tạo nguồn lực phát triển của quận, phục vụ việc phát triển trường học, công viên, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời rà soát chỉ đạo giải quyết vướng mắc cho các phường, các địa bàn, phòng ban của quận đối với những kiến nghị trong thẩm quyền, tiếp tục triển khai phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, quận 12 là đơn vị đi đầu, được thành phố chọn làm điểm để xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, nên cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, từ công dân số, xã hội số, kinh tế số đến chính quyền số, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn quận.